Xin chào những chị nhà đầu tư đang theo dõi kênh ha. Ngày hôm nay thị trường tiếp tục điều chỉnh gần 10 điểm và từ cái vùng đỉnh gần đây nhất anh chị là khoảng vùng 1130 tới bây giờ thì thị trường của mình nó cũng đi tầm 20 mấy điểm rồi. Và ở cái vùng kháng cự này hôm trước em có nói với anh chị mình đó là những cái phản ứng rút chân tại cái vùng này nó chưa chắc là những cái tín hiệu mà khả năng cao thị trường vượt đỉnh mà nó thường báo động cho những cái xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn của thị trường. Thì nói chung là thị trường nó vẫn đang diễn biến như thế anh chị. Những cái vùng kháng cự như này á, nó phản ứng là điều hết sức bình thường. Nhưng mà anh chị cũng đừng quá lo lắng bởi đây là những cái biến động ngắn hạn thôi. Và hôm trước em có phân tích cho anh chị mình những cái tín hiệu mà để cho mình nhận biết được những cái phiên giao dịch mà thị trường của mình sắp điều chỉnh. Thứ nhất đó là liên tục đẩy những cái vùng gap. Thứ hai đó là gặp lại kháng cự có xu hướng rút chân và kéo rướng một vài phiên. Thì đây là những cái vùng mà anh chị mình cầm hàng thì nên canh những cái nhịp nó kéo giá cao nhất. Anh chị mình bắt đầu anh chị mình hạ tỷ trọng cổ phiếu mà không mua mới đúng không? Và anh chị nào có trong room thì cũng biết là tuần trước là mình đã cắt toàn bộ danh mục thì hiện tại là không còn một cái con cổ phiếu nào cả. Thì có những anh chị mình sẽ chưa có cắt tiền ra ha, chưa có cắt ra nhưng mà em nghĩ là chắc anh chị mình cũng đã hạ tỷ trọng cổ phiếu rồi. Và quan trọng là thời điểm này mình đang nắm giữ cổ phiếu nào đối với những nhà đầu tư mà mình chưa chốt lãi được đó anh chị. Thì anh chị mình nắm giữ cổ phiếu, những cái cổ phiếu mà thị trường mà em có nhắc đến, ví dụ như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí á, thì anh chị mình nắm thì nó vẫn ok. Bởi vì em thấy là những cái nhóm đó nó có dòng tiền vào rồi thì cái xu hướng điều chỉnh của nó á, thì nó cũng sẽ hồi phục lại sau này thôi. Còn đặc biệt những cái cổ phiếu đầu cơ á, anh chị, nó là những cái con mà giai đoạn thị trường chưa tăng nó đem ra nó kéo á, thì những con đó dòng tiền nó rất là dễ rút ra, và một khi dòng tiền đã rút ra rồi thì rất lâu nó mới quay trở lại. Còn đặc biệt hàng thị trường anh chị, khi mà dòng tiền nó còn ở trong đó thì nó vẫn sẽ còn hồi phục thôi ha, nên là không có gì phải quá gọi là hoang mang ở giai đoạn này. Nhưng mà em vẫn ưu tiên cái đó là để trấn an những anh chị mình chưa kịp chốt hàng thôi. Còn nếu mà anh chị mình theo dõi tư vấn thì em cũng đã kêu anh chị mình là mình nên cắt ra, hoặc là mình ít nhất mình cũng phải hạ tỷ trọng liên tục ở những cái vùng đẩy giá rồi. Thì sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị thấy không, cái vùng kháng cự này nó phản ứng hai phiên là chưa đủ và nó kéo rướng lên, sau đó nó phản ứng thì điều chỉnh được đâu đó tầm 4 phiên rồi và đi khoảng 20 điểm. Hôm trước em có nói từ vùng kháng cự có thể nó phản ứng ngay hoặc là có thể nó sẽ kéo ráng lên nằm đâu đó 10 20 điểm rồi nó phản ứng. Thì dù là kịch bản nào đi nữa thì nó cũng đã diễn ra rồi. Và cái quá trình điều chỉnh nó cũng đã và đang nó nói chung là đang và cũng đã diễn ra rồi, và nói chung là hôm nay là điều chỉnh 10 điểm thì ngày mai chắc chắn là còn gáp lực bán nữa. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây đó là nếu mà thị trường của mình nha, chỉ cần giữ được cái vùng hỗ trợ này. Đây là vùng hỗ trợ 1090 hoặc là cái kịch bản xấu nhất mà nó điều chỉnh đi là bắt buộc phải giữ được trên cái vùng gáp này nha anh chị. Vùng gáp 1080 à tới 1085. Thì cái vùng gáp này á, tại sao nó phải giữ được cái vùng gáp này? Thứ nhất là khi mà vùng gáp này mở ra thì dòng tiền nó đi vào những cái nhóm cổ phiếu thị trường. Đó vốn là những cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn, thanh khoản lớn. Khi mà dòng tiền nó vào nó đẩy được gáp lên như thế thì nó tốn rất là nhiều tiền và thường họ sẽ phải giữ được cái vùng giá đó, bởi vì nó coi như là vùng giá vốn của tổ chức rồi anh chị. Và cái điều tiên quyết là nó phải giữ được cái vùng gáp này ha. Giữ được cái vùng gáp này, đây là vùng giá vốn và họ đẩy lên quyết liệt như thế thì chắc chắn ở đây họ sẽ tốn cái lượng tiền không hề nhỏ. Nên là cái kịch bản xấu nhất là mình chỉ cho phép nó chỉnh được về đâu đó vùng 1080 và rút chân lên, rút lên tại cái gáp này thì nó sẽ là kịch bản đẹp nhất. Còn nếu mà giữ được cái vùng gáp 1090 mấy này thì quá hoàn hảo rồi ha. Nhưng mà cái xu hướng điều chỉnh như thế này thì em cũng chưa chắc, bởi vì một số cổ phiếu nó cũng chưa điều chỉnh đủ biên độ ha. Ví dụ như dòng ngân hàng nè, anh chị thấy không, những cổ phiếu như MB Bank, Techcombank nè, nó điều chỉnh nhưng mà nó vẫn đang ở trên cái nền giá của nó thôi, còn cái vùng giá vốn của nó dưới đây nè. Nên là em không biết là nó có muốn rũ bỏ những cái nhà đầu tư mua đuổi ở phía trên này không. Nếu mà nó rũ bỏ thì nó sẽ có xu hướng nó điều chỉnh tương đối sâu về đây. Còn những cái cổ phiếu, nhưng mà anh chị chú ý một điều nha, về thanh khoản nè. Đối với những cái cổ phiếu dòng ngân hàng, dòng tiền lớn nó đã vào rồi và hiện tại nó đang ở trong giai đoạn đi nền với thanh khoản bé ha, thì nó vẫn chưa là cái dấu hiệu phân phối gì cả. Mặc dù nếu mà phiên sau nó có điều chỉnh với volume lớn đi nữa thì nó cũng không phải là cái tín hiệu phân phối đâu nha anh chị. Nó tăng nó mới phân phối được chứ không ai phân phối giá thấp hết nha. Nên là anh chị mình yên tâm một điều, và đối với những anh chị nào mà mình đã cắt hàng ra thì cứ chờ lại cái điểm mua mới thôi ha, không có vấn đề gì hết. Tiếp theo đó là dòng chứng khoán. Mặc dù ngày hôm nay cổ phiếu dòng chứng khoán giữ giá được như SSI nè, HCM nè. HCM là cái con mà nó không tăng mạnh trong dòng chứng khoán nhưng mà nó giữ giá rất là tốt. Dòng tiền vào,
giữ giá rồi. À, mặc dù ở đây có một cái phiên bán ngược nè, nổ volume nè anh chị, để mình xem xét phân tích kỹ hơn về cái volume ngày, cái phiên giao dịch ngày 16 tháng 6 ha. Thì đây là cái volume tiền vào nha anh chị, điều chỉnh về cũng không có volume mấy. À, điều chỉnh về không có volume mấy, nói chung là ở đây nó điều chỉnh và nó hấp thụ thì không vấn đề gì hết ha. Cổ phiếu nó vẫn còn dòng tiền ở trong thì anh chị mình, bởi vì giai đoạn vừa rồi á, những cái cổ phiếu hot dòng chứng khoán nó không phải là con HCM đâu, mà nó sẽ là con VND nè, SHS nè, FTS, VCI, nói chung là rất là nhiều. Một số cổ phiếu mà nó hơi có xu hướng đầu cơ một xíu, con VCI này anh chị, nó tích lũy thêm một cái nền nữa ha. Nó có những cái cây bán xuống như thế này là nó tăng lên được. Ngày hôm nay nó tiếp tục tăng nè. Thì nói chung là trong giai đoạn biến động ngắn hạn á, nó khác khác hoàn toàn với cái giai đoạn downtrend. Giai đoạn downtrend thì anh chị mình thấy không cổ phiếu nào không giảm giá cả. Nhưng mà trong giai đoạn biến động ngắn hạn thì chắc chắn là sẽ có cổ tăng và cổ giảm. Và khi mà thị trường nó biến động nhiều phiên như thế này thì cái số lượng mã cổ phiếu giảm thì nó sẽ chiếm đa số. Còn cổ phiếu tăng thì nó sẽ chiếm ít hơn. À, nhưng mà nó sẽ không có một cái sự đồng thuận đi xuống nhiều như là những cái phiên giao dịch trong một cái thị trường downtrend. Nhưng mà những cái biến động điều chỉnh này nè, nó chưa phải là biến động biên lớn đâu nha anh chị. Nên là nó chưa có xu hướng nổ volume. Nó chưa có xu hướng nổ volume. Và em đánh giá là thị trường của mình nếu mà điều chỉnh và giữ được trên cái vùng 1080 là rất là đẹp, là anh chị mình có thể là canh mua lại được rồi. Thì cái việc mà mua lại anh chị, thì cái phiên ngày hôm nay thì nó cũng chưa cho mình điểm mua đâu, tầm một vài phiên nữa thôi mình sẽ quan sát ha. Và đặc biệt là giai đoạn này là giai đoạn thanh lọc đó anh chị, thanh lọc những nhà đầu tư FOMO, và đặc biệt là thanh lọc những cái cổ phiếu mà dòng tiền họ vào họ đánh một nhịp rồi họ đi ra, họ đánh một giai đoạn rồi họ đi ra thôi đó. Đó là những cái con đầu cơ đó. Thì những con đầu cơ thì dòng tiền á chị vào nhanh mà ra cũng rất là nhanh, đó là sẽ thanh lọc lại, và cái cổ phiếu nào mạnh là nó sẽ lòi ra trong cái giai đoạn điều chỉnh này. Nên là anh chị mà muốn đánh vào cái giai đoạn này thì nó sẽ hơi khoai. Hơi khoai là sao? Tại vì nó rất là khó để lựa chọn cổ phiếu anh chị, bởi vì á, mỗi ngày nó sẽ đỡ một dòng ha. Bởi vì sao? Nó đang điều chỉnh với biên độ không lớn, 10 điểm ở đây nó chưa gọi là biên độ lớn nha anh chị. Biên lớn nó phải như thế này nè ha, nó như thế này nè, đã gọi là biên lớn. Còn hiện tại là nó cứ dòng này đánh, dòng này giảm thì dòng kia đỡ đó anh chị, nên là nó vẫn đang ở trong cái nó chưa có mở biên nó giảm đó. Nên là giai đoạn này mình lựa chọn cổ phiếu nó cũng hơi khoai, bởi vì ví dụ như anh chị thấy dòng ngân hàng hồi nãy em phân tích đi, cái biên độ điều chỉnh của nó có đủ để anh chị mình đang đã chốt hàng ở vùng giá 20 anh chị mình mua lại 19 năm không? Năm like thì nó chưa đủ cái biên độ điều chỉnh anh chị mình cover lại hàng đúng không? Em vẫn thấy chưa đủ nên em cũng chưa mua cái cổ phiếu này ha. Có thể mình sẽ chấp nhận mua ở đây trong trường hợp thị trường nó bắt đầu nó hồi phục trở lại ha. Thị trường tích cực trở lại là điều đầu tiên nè, thứ hai đó là cổ phiếu nó sẽ hấp thụ và nó hướng lên ở trên cái nền giá này. Đó là yếu tố thứ hai mình mới mua. Còn thị trường đang xấu, nó đang cắm xuống như thế này, mình chưa biết nó có chỉnh về cái vùng hỗ trợ dưới hay không, nên là mình chưa mua. Và khi mà mình đã chốt lại quanh cái vùng giá 20 mà mình quay lại mình mua vùng giá 15 năm ở một cái giai đoạn rủi ro như thế này thì mình sẽ không cân nhắc là không mua. Chờ thêm một vài phiên đi anh chị, một vài phiên nữa phản ứng của thị trường nó rõ hơn rồi mình tham gia. Còn hiện tại anh chị mình giai đoạn 2 tuần vừa qua anh chị mình đánh kiểu gì chẳng ăn đúng không? Ăn quá nhiều rồi thì bây giờ mình chịu khó là mình nghỉ ngơi đi. Mình đang cầm tiền thì mình cầm tiền, hoặc mình trích một cái lãi đó ra để mình làm cái gì đó cho bản thân đi. Còn lại thì mình sẽ chờ cái cơ hội mới, chứ không nhất thiết thị trường anh chị mình đầu tư từ năm này qua năm khác. Mình không cần phải ngày nào mình cũng phải trading giao dịch đâu. Có thể là một số anh chị mình sẽ nghiện gọi là ngày nào mình cũng phải vô nhìn bảng điện, ngày nào mình cũng phải mua cổ phiếu. Nhưng mà giai đoạn này anh chị mình bắt đáy rất là dễ sai nha. Và đối với những anh chị nào bắt đáy thì thường là không phải là cái trường phái đầu tư của em, sẽ không phù hợp với em ha. Xem video cũng không phù hợp bởi vì em đánh tương đối là an toàn. Và cái trường hợp mà nếu mà anh chị mình có muốn bắt đáy đi nữa thì nó cũng phải xuất hiện cái đáy đầu tiên, sau đó nó có xu hướng nó tạo cái đáy thứ hai thì anh chị mình bắt cái đáy thứ hai nó lại đẹp và nó an toàn hơn là cái đáy trước. Cái đáy trước bởi vì sao? Sau khi hình thành một cái đáy thì nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ mới cho cổ phiếu đúng không? Thì khi mà cái đáy thứ hai nó chỉnh test về cái đáy cũ của anh chị thì nó sẽ có mẫu hình tương tự như thế này đi. Đây, đây là hai đáy nè. Ví dụ nha, đây là đáy đầu tiên hồi phục lên, anh chị mình chưa kịp mua đúng không? Cái đáy thứ hai anh chị mua chắc chắn, tại vì ở đây là hỗ trợ nó rất là dễ rút chân lên. Đấy, thì đó là cái kịch bản để cho anh chị mình có thể lựa một cái cổ phiếu an toàn nếu mà mình muốn bắt đáy. Còn đối với những cổ phiếu mà nó đang ở nền mà chưa gãy thì anh chị mình cứ chờ những cái điểm cạn cung hướng lên rồi anh chị mình tham gia.
Giai đoạn này thị trường hơi khoai nên là em vẫn chưa tư vấn mua lại, và hầu như ngày hôm nay trong room em cũng chẳng tư vấn gì, bởi vì tuần trước là mình đã cast hết hàng ra rồi đúng không? Nên là ngày hôm nay cũng đâu còn cổ phiếu đâu mà mua với bán anh chị. Hiện tại thì còn tiền mặt nhưng mà nó chưa có đủ cái vùng chiết khấu để mình mua lại. Và em cũng nhấn mạnh là giai đoạn là giai đoạn biến động ngắn hạn nên là cái điểm mua lại nó sẽ xuất hiện sớm thôi. Nên anh chị mình chịu khó chờ một vài phiên. Chứ đừng có thấy mới có chỉnh như thế này mà thị trường ngày mai mà nó hồi lên một cái anh chị mình nhảy và anh chị mua liền nha. Cũng chưa đâu. Thôi chưa đạt điểm mua. Khi nào đạt điểm mua thì em sẽ tư vấn anh chị mình ngay. Và anh chị nào mà mình chưa tham gia vào room hỗ trợ hoặc là hệ thống khách hàng á, thì anh chị mình tham gia vào để anh chị mình nhận những cái khuyến nghị trong phiên. Và room khách hàng thì anh chị mình chắc chắn là sẽ nhận khuyến nghị sớm hơn ha, và chi tiết hơn. Còn anh chị trong room hỗ trợ thì thường là em tư vấn bên room kia xong thì em sẽ tư vấn qua bên room hỗ trợ cho anh chị mình nắm. Nhưng mà nó vẫn là những cái sự tư vấn trong phiên anh chị, còn video thì nó sẽ thường là cuối phiên là mình sẽ đưa ra trước cái kịch bản cho ngày hôm sau để mà mình có thể mình có trước một cái chiến lược để mà mình trading cổ phiếu ngày hôm sau cho nó đỡ bỡ ngỡ ha. Rồi hồi nãy mình đi qua một số ngành là ngân hàng và chứng khoán rồi đúng không? Chứng khoán hồi nãy đang nói giữa chừng anh chị ha. Cổ phiếu dòng chứng khoán hiện tại đang giữ giá nhưng mà cái vùng gap này nó không uy tín nha anh chị. Cái vùng gap này không uy tín ha. Đối với em không uy tín đó là điểm mua hiện tại á, thì loanh quanh vùng giá này thì em cũng không không có khuyến nghị anh chị mình ha. Dòng thép thì tuần trước là mình đã chốt lãi hoàn toàn rồi. Đối với dòng thép anh chị nó đang quay về cái hỗ trợ nè và xu hướng nó đang lắp cái gap rồi. Cái gap hôm trước á, anh chị mình tham gia vào là bởi vì mình đánh giá cái vùng gap này khỏe. Nhưng mà với cái áp lực bán hiện tại của thị trường á, nhóm ngành nào nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà nhà đầu tư họ bán tháo anh chị thì thường họ bán gọi như là toàn danh mục. Nên là con nào mà chưa chắc giảm thì cũng bị bán giảm. Nên là những cái vùng gap này hiện tại nó đã trở thành những cái vùng dễ lắp rồi. Nên là mình phải quan sát ha, mình phải quan sát ở cái vùng này nó có đỡ giá hay không thì mình mới tham gia lại. Nam Kim cũng tương tự và HBG cũng tương tự luôn anh chị. HBG nó có dự giá ở đây thì những cái vùng này nó cũng không có uy tín để mà mình tham gia vào giai đoạn hiện tại ha. Cái vùng uy tín nhất nó vẫn là cái vùng gap này, và anh chị thấy cái gap này là gap chung luôn. Thị trường của mình nó cũng có một cái gap chung như thế. Đấy, đấy là những cái vùng uy tín nhất. Cổ phiếu dòng dầu khí thì hôm nay vẫn là những cái cổ phiếu nào chị, nhóm HNX đúng không, sàn Hà Nội đánh. Thì sàn Hà Nội thì nó thường là nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi thị trường chung, nhưng mà con BVS nó lại là cái con cổ phiếu quốc dân, cổ phiếu quốc dân nên thành ra là thị trường điều chỉnh thì nó cũng phải bị bán. Con BVB thì khác nha, con BVB là nó là con này là gọi là cũng dạng là đầu cơ cao lắm đấy và nhà đầu tư cũng ít tham gia nên là anh chị thấy ông nó vẫn giữ được giá ha. Và khi mà dòng dầu khí đánh nhịp số 2 thì em vẫn chưa dám mua đâu. BVS cũng vậy nè, đánh nhịp số 2 thì thường em chưa dám mua. Khả năng nó còn kéo được ha anh chị, khả năng cao thì vẫn còn có thể kéo đó, nếu mà kéo thì vẫn kéo được, còn điều chỉnh thì thôi. Nhưng mà kéo thì khả năng là vẫn còn kéo được nha, xác suất kéo được cao. Nhưng mà đã tới cái nhịp số 2 rồi thì cái điểm mua ở đây thì hoàn toàn không còn an toàn nữa. Anh chị mình có tính về biên độ nó điều chỉnh về nền nó cũng đâu đó tầm 10%, và nền chắc nhất là ở dưới này thì nó cũng khoảng 20% rồi. Nên là khi mà đặt lên bàn cân á, thì mình thấy cái rủi ro nó cũng hơi cao và thị trường thì đang xấu. Nên là việc mà mình giải ngân mình bắt đáy á, thì nó rủi ro rất là cao anh chị. Có thể trên thị trường sẽ có một số nhà đầu tư anh chị mình đánh rất là hay về cái việc mà bắt đáy. Nhưng mà đối với em thì em phải chờ những cái tín hiệu nào mà cái xác suất nó ăn cao cơ thì em mới tham gia vào. Còn còn kiểu như mà thấy chỉnh mạnh quá bắt đáy để ăn cái cây hồi lên thì em thấy là đánh 7 mã thì chắc chắn là ăn được 3 mã thôi, còn lại là 4 mã khác thì chắc chắn là thua rồi ha. Bởi vì không phải cổ phiếu nào nó cũng đủ mạnh để nó có thể hồi lên được trong phiên đâu anh chị. Cổ phiếu nào nó có dòng tiền ha, và về cái vùng đỡ giá của nó mới đỡ, chứ còn cổ phiếu mà nó bị rút tiền ra rồi thì anh chị mình chờ nó đỡ tới bao giờ đúng không? Thì có một cái dạng nến hôm nay muốn chia sẻ với anh chị mình có thể chú ý để anh chị mình lựa chọn cổ phiếu cho cái nhịp mà cổ phiếu nó tạo đáy. Đó là cái bộ nến tạo đáy mà em kiểu như là em quan sát và em đánh theo cái bộ nến đó cũng khá là lâu rồi, mấy năm trời rồi anh chị. Từ khi phát hiện ra cái bộ nến đó thực sự là nó hữu dụng á, thì em cũng đã áp dụng vào, và cũng đối với một số cổ phiếu á, mình muốn bắt đáy á, thì mình có thể bắt theo cái bộ nến đó được. Nhưng mà em vẫn không ưu tiên anh chị mình bắt đáy nha, chỉ là chia sẻ thôi. Thì nó sẽ có một vài cái bộ nến như thế này. Ở cổ phiếu này thì em chưa thấy cái bộ nến nó xuất hiện rõ ha. Thôi để em mở ở Vini thì chưa có bộ nến đó, thường ở cổ phiếu nó mới xuất hiện anh chị. Mình lấy ví dụ một cổ phiếu nào ta.
Đây, ví dụ một cổ phiếu DXG nha anh chị. Hôm trước em có chia sẻ với anh chị mình là cái cây nến rút chân tại đỉnh là nó thường báo hiệu cho những cái tín hiệu giảm, thì những cái cây nến bán xuống tại đáy nó lại thường là những cái tín hiệu cho một cái xu hướng tăng. Tại vì những cái bộ nến đó mình gọi chung là đảo chiều đó anh chị. Thì khi mà rút chân tại đỉnh á, rút chân tại đỉnh á thì nó báo hiệu cho một cái xu hướng đảo chiều, thì tại đỉnh thì đảo chiều thì đảo chiều giảm, còn tại đáy thì đảo chiều thì nó sẽ đảo chiều lên, đúng không? Đáy thì trong quá trình trước là nó thì sẽ đang giảm thì nó mới có đáy. Đấy, thì cái bộ nến, những cái cây nến bán xuống như thế này nè, mà nó nổ volume nha anh chị. Nổ volume thì thường nó sẽ là những cái tín hiệu ha. Bán xuống xanh cũng được, đỏ cũng được, nhưng mà nổ volume thì thường là những cái tín hiệu cho một cái giai đoạn hồi phục ngắn. Đấy, nên là anh chị mình chú ý những cái bộ nến đó ha. Nó có thể là nó bán xuống, sau đó là nó hồi phục lên rồi nó tạo đáy thứ hai nó mới đi lên hẳn, nhưng mà nó vẫn là những cái tín hiệu báo cho một nhịp hồi phục. Nó phù hợp nhất để anh chị mình hồi phục, để anh chị mình ra hàng ha, và khi nó tạo đáy thứ hai anh chị mình cover lại. Thì đó là cái bộ nến mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì rất là nhiều cổ phiếu nó có cái bộ nến nó xuất hiện anh chị ha, đa số bộ nến nó đa số, nhưng mà hầu như là ít ai chú ý đến, bởi vì nếu mà như tâm lý của anh chị mình á, thì khi những cái cây nến bán xuống tại đáy thì anh chị mình thấy là nó giật lên như nè, sau nó bán xuống thì anh chị mình thấy thôi rồi ha, nó lừa rồi, nhưng mà chưa chắc nha. Nó bán xuống mà nổ volume á, mà nó đóng cửa nha anh chị, nó đóng cửa mình mới đánh giá được nha, chứ nó trong phiên mà nó bán xuống thì chưa chắc nha. Nó đóng cửa rồi, nó đóng xuống như thế này thì đó, xác suất rất là cao là cổ phiếu nó bắt đầu nó chuẩn bị hồi phục ha, hồi phục ngắn, hồi phục vài phiên. Để tìm xem có cổ phiếu nào có cái cây nến đó, là em ví dụ cho anh chị mình xem. Gặp rất là nhiều anh chị, bình thường gặp rất là nhiều nhưng mà tới lúc tìm lại thì lại không thấy. Đây ví dụ như vậy đi ha. Ví dụ như con DCM này, nói chung ở đây cũng phải chưa phải là cái xu hướng giảm nhiều, nhưng mà nó cũng đã đạt cái xu hướng điều chỉnh rồi, thì nó có một cái cây bán xuống nè, nó nổ volume như vậy nè, thì khả năng rất là cao là cổ phiếu nó sẽ xây đáy ở đây, nó tạo đáy ở đây ha, hồi lên tới đây hả, gặp cản anh chị, vòng xuống lại nữa tạo cái đáy thứ hai đi lên nữa thì cũng được. Đó, nói chung là cái nến nó sẽ tương tự như vậy, và anh chị mình cần xác định ha, một cặp nến bằng nhau, thứ nhất là một là cây này nó nổ volume, hai là cái cây gần nó nổ volume, là anh chị mình biết là ở cái vùng đó họ bán nhiều và họ cũng được hấp thụ nhiều nha anh chị. Bởi vì volume nó là cái sự khớp lệnh ha, sự khớp lệnh giữa mua và bán, chứ không thể nào một chiều mà nó tạo nên được cái cây thanh khoản cũng như cây nến được. Nên là anh chị mình thấy không, khi mà nó bán xuống như vậy, nó nổ volume có nghĩa là ở cái giá đó thấp như vậy rồi, ép ra nhiều như vậy rồi, nhưng vẫn có một cái lượng cầu đối ứng vào, nó hấp thụ cái lượng đó. Thì đó là những cái tín hiệu đầu tiên ha, cho mình biết được cái dấu hiệu mà cổ phiếu nó sắp tạo đáy. Thì cái xác suất đúng của bộ nến này nó cũng phải tầm 70-80% ha. Nhưng mà nói chung là những anh chị nào mà không hiểu nhiều về kỹ thuật thì không phải là cứ xuất hiện cây nến là anh chị mình sẽ đánh giá được đâu nha. Đó, nên là còn phải tùy thuộc ha, tùy thuộc vào những cái cây nến xung quanh nó, và tùy thuộc vào cái xu hướng của cổ phiếu nó đang như thế nào nữa. Nên là anh chị mình nếu mà tìm thấy cái bộ nến, anh chị mình có thể liên hệ em để hỏi thử, xác nhận thử có phải hay không. Và em hiện tại là đang chờ một số cái cổ phiếu nó sẽ có một cái phiên bán xuống như thế và nó hấp thụ. Bởi vì khi mà bán xuống nó rủ rất rất nhiều anh chị. Bởi vì tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thường thấy bán xuống là sợ đó. Cũng giống như rút chân trên đỉnh anh chị mình thấy mừng quá, anh chị mình vào mua đó thì dính ngay điều chỉnh, thì cái bán xuống ở đấy nó cũng tương tự như vậy ha. Thì đó là cái những cái cây nến mà em sẽ chú ý trong một vài cổ phiếu, nếu mà nó có xuất hiện thì khả năng là mình bắt đầu là mình có cái điểm gom hàng lại rồi. Còn cái điểm mua tiêu chuẩn thì chưa có nha anh chị, và đó là cái bộ nến mà em chỉ là đang giới thiệu đến anh chị mình thôi, chứ không phải cứ thấy cây đó là anh chị mình vào mua đâu nha. Thì em cũng sẽ chờ một vài cổ phiếu nó đạt được những cái đó thì em sẽ khuyến nghị đến anh chị mình ha. Rồi, video ngày hôm nay ngắn gọn như thế thôi chị. Video chia sẻ chứ chưa có điểm mua thì thật sự là cũng không tư vấn được. Rồi, thì em sẽ kết thúc video ở đây ha, và cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe. Chúc anh chị mình có một buổi chiều vui vẻ ha. Và mong là cái phiên điều chỉnh này nó sẽ đến nhanh, đến đến nhanh, kết thúc nhanh để cho anh chị mình có thể giải ngân lại sớm. Rồi, chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ ha.